Một cơ thể sạch sẽ, không bị độc tố lấn ác sẽ có hệ miễn dịch mạnh mẽ hơn, giúp chống lại các bệnh tật và nhiễm trùng, giúp cải thiện khả năng tự bảo vệ của cơ thể trước các tác nhân gây hại. Đây là 5 loại thức uống giúp thải độc cơ thể hiệu quả mà bạn có thể thử. 1. Nước chanh ấm. Lợi ích: Chanh chứa nhiều vitamin C và các chất chống oxy hóa, giúp tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ quá trình thải độc gan. Nước chanh ấm có tác dụng kích thích hệ tiêu hóa và giúp loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể. Cách dùng uống một ly nước chanh ấm vào buổi sáng, ngay sau khi thức dậy, để khởi đầu ngày mới với cơ thể thanh sạch. Hay Trà xanh Lợi ích trà xanh rất giàu kích trình, một loại chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng hỗ trợ gan trong việc loại bỏ độc tố. Ngoài ra, trà xanh còn giúp tăng cường trao đổi chất và đốt cháy chất béo. Cách dùng Uống 2 đến 3 tách trà xanh mỗi ngày để hỗ trợ quá trình thải độc và cải thiện sức khỏe tổng thể. 3. Nước ép cần tây. Lợi ích: Cần tây có tác dụng làm sạch cơ thể, giúp loại bỏ độc tố, đồng thời cung cấp nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin K, vitamin C và kali. Nước ép cần tây cũng giúp cân bằng pH cơ thể và giảm viêm. Cách dùng: Uống một ly nước ép cần tây vào buổi sáng hoặc trong ngày để giúp cơ thể thải độc hiệu quả. 4. Nước giấm táo. Lợi ích: Giấm táo giúp cân bằng pH trong cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và kích thích gan loại bỏ độc tố. Giấm táo cũng giúp cải thiện làn da và hỗ trợ quá trình giảm cân. Cách dùng: Pha một muỗng canh giấm táo với một ly nước ấm và uống vào buổi sáng hoặc trước bữa ăn. 5. Trà gừng. Lợi ích: Gừng có tính ấm, giúp kích thích hệ tiêu hóa tăng cường tuần hoàng máu và thúc đẩy quá trình loại bỏ độc tố qua da và mồ hôi. Trà gừng cũng giúp giảm viêm và làm dịu cơ thể. Cách dùng uống trà gừng một, hai lần mỗi ngày, đặc biệt là vào buổi sáng hoặc trước khi đi ngủ, để tận dụng tối đa lợi ích thải độc. Những thức uống này không chỉ giúp thải độc cơ thể mà còn cung cấp nhiều lợi ích sức khỏe khác, giúp bạn cảm thấy tươi mới và đầy năng lượng. Chúc bà con nhiều sức khỏe! Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức Khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.